Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền Tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip thông báo hàng về của ngày hôm nay, ngày 12 tháng 2 năm 2023. Cửa hàng có tiếp tục cập nhật những chiếc máy hút ẩm đang hot nhất tại thời điểm như bây giờ. Và khu vực miền Bắc thì đang ẩm rất là cao. Nên những vị khách hàng mà yêu thích đến dòng sản phẩm về audio cũng như những sản phẩm khác bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đang có, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Sau đây cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ thông báo những chiếc máy hút ẩm về trong ngày hôm nay. Cửa hàng về thêm được 5 chiếc máy hút ẩm. Và ở clip trước thì cô chủ shop cũng đã bán một chiếc 69 đi rồi. 68 và số 68 được khách hàng có địa chỉ ở Sao Đỏ chốt đơn rồi. Còn những chiếc đang có mặt tại cửa hàng thì cửa hàng đều lên số ở đây. Và hiện tại thì những chiếc điện 220V chỉ còn duy nhất số 71, số 72 thôi nhé. Còn đâu thì số 73 về với cửa hàng cũng là điện 100V, hàng mới tinh. Và với những sản phẩm hôm trước thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh đã bán trên kênh thông báo là bán 10 triệu. Nhưng đến ngày hôm nay thì đắt lên 200-300 nghìn một chiếc rồi ạ. Những chiếc mới nhá, đắt lên 200-300 nghìn một chiếc rồi đấy các bác ạ. Chiếc số 73 thì quý vị và các bạn có thể biết đây là một chiếc mới, điện 100V và sản xuất năm 2022, máy về từ Nhật, made in Japan. Đấy, cửa hàng bóc hẳn ra rồi này. Số 73, số 71, số 72 thì số 71 có dung tích hút là 26 lít trên một ngày và chạy điện 220V. Chiếc số 72 cũng chạy điện 220V nhưng chiếc đó thì có công suất hút khá lớn, 26,8 lít và chiếc đó là của hãng Saab nhé. Vâng, và những chiếc máy đang có mặt tại cửa hàng ở đây còn số 29, số 50 là đều điện 100V, số 29 cửa hàng đang cho sử dụng kia. Chiếc này thì có dung tích hút 18 lít, số 50 có dung tích hút là 10 lít trên một ngày. Và 4 chiếc máy điện 100V về trong ngày hôm nay, cửa hàng lên số ở đây là số 74, 75, 76 và 77. Số 74 có dung tích hút là 7 lít trên một ngày. 7 lít trên một ngày. Do bật những chiếc máy hút ẩm ở trong phòng này nó ấm nên là nhiều máy nên là cô chủ shop cũng đang bật quạt đây. Chiếc này là một chiếc điện 100V nhá, điện 100V. Đây ạ, phía sau đây. Chiếc này thì có dung tích hút là 7 lít trên một ngày và chạy điện 100V để quý khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn. Mang mã số 74. 74. Can nước thì ở phía bên này đây ạ. Đây. Can rất là mới luôn, zin nguyên bản nhá. Đây là chiếc số 71 mà các bác sử dụng cho những phòng ngủ hay là một tầng 2 thôi thì cũng là rất tuyệt vời. Bởi vì điện 100V thì nó rất là êm. 7 lít trên một ngày, mang mã số 74. Đến tiếp theo một chiếc cực VIP. Chiếc này là một chiếc cực VIP. Những vị khách hàng mà đã sử dụng những sản phẩm điện 100V thì các bác có thể nhìn thấy dòng Mitsu cực phê luôn. Bác nào không chốt thì cô chủ shop sẽ mang chiếc này về dùng. Nhà cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì đang dùng hiện tại là 5 máy. Tầng 3 là 2 máy, tầng 1 là một máy Mitsu 18 lít. Còn đâu về phòng bếp thì cửa hàng để một chiếc 16 lít mít mỏng. Tầng 2 một chiếc. Nhưng cảm thấy nhà mình có nên là vẫn thấy thiếu. Nên cửa hàng sẽ, bác nào mà không chốt chiếc này thì cô chủ shop sẽ mang chiếc Mitsu này về sử dụng cho phòng ngủ của con trai. Mitsu có dung tích hút là 10 lít trên một ngày. Cửa hàng đã lên số là 75. Và đặc biệt chiếc này là một chiếc cực VIP. Các bác biết tại sao nó VIP ạ? Đây là một chiếc những anh em chơi audio cũng như là những người bán âm thanh thì đều biết những chiếc mắt liếc như thế này. Đây này, nó có mắt thần để soi này. Mắt liếc nhá, nó sẽ đảo khắp cả để sẽ tìm những nhiệt độ ẩm để nó sẽ hút. Đây ạ,
khi sử dụng nó chạy thì nó sẽ hoạt động lên xuống tự động nhé. Có những chiếc máy thì như dòng Sáp thì các bác phải cửa gió phải chạy bằng tay, phải bật bằng tay. Như chiếc này thì nó sẽ tự động mắt liếc ở đây này. Đấy, khi chạy thì nó sang trái, sang phải, lên và xuống. Điện 100V và có dung tích hút là 10 lít. Đẹp keng luôn. Rất đẹp luôn. Đây là chiếc điện 100V và đây là một chiếc Mitsu mắt liếc 10 lít trên một ngày. Chiếc này có lẽ là cô chủ shop sẽ mang về. Bác nào có chốt không ạ? Số 75. Đây, nó biểu tượng cái đôi mắt này các bác này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Biểu tượng đôi mắt luôn. Hàng VIP VIP đấy ạ. Hiếm có luôn. Tiếp theo đến một chiếc có mã số 76. Chiếc này thì các bác có thể nhìn thấy cực kỳ là đẹp. Zin 100% Sanier. Có dung tích hút là 18 lít trên một ngày. Và can cực kỳ là to luôn. Can nước thì to cực kỳ luôn. Đây ạ. Đây là can nước. Các bác thấy còn mới không ạ? Quá mới luôn. Khi đầy thì cái phao này nó sẽ nổi lên và nó sẽ tắt. Đấy. Can nước cực to luôn. Như là một chiếc sáp sáp cột đấy ạ. Đấy. Nhìn thấy cả nước khi đầy. Chiếc này thì mang mã số 76 các bác ạ. 76. Điện 100V, cực kỳ là êm. 18 lít trên một ngày. Cô chủ shop cũng viết lên đây và điện 100 để các bác khỏi phải cắm nhầm. Sanier. Siêu đẹp luôn. Siêu đẹp luôn. Đến chiếc 76 về trong ngày hôm nay của hãng Panasonic. Chiếc này thì có điện 100V và sử dụng được 12 lít trên một ngày. Chiếc này còn cực kỳ mới đẹp này. 12 lít trên một ngày. Đây. Đấy. Một chiếc máy siêu đẹp là của hãng Pala, một chiếc Sanier, một chiếc Mitsu mắt liếc và một chiếc Toshiba có mã số. Ngày hôm nay thì cửa hàng có về được 4 hãng khác nhau. 4 hãng khác nhau. Chiếc số 74 cửa hàng đọc lại này. Có dung tích hút là 7 lít trên một ngày. Sử dụng điện 100V. Chiếc 75 là một chiếc mắt liếc. Hàng VIP Mitsu. Mitsu có dung tích hút 10 lít trên một ngày. Chiếc số 76 có dung tích hút 18 lít trên một ngày. Chiếc này của hãng Sanier. Chiếc số 77 có dung tích hút là 12 lít trên một ngày. Và chiếc này thì cũng sử dụng điện 100V. Tất cả thì ở trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Số 74, 75, 76, 77, 50, 29 đều là những chiếc máy điện 100V nhá. Duy nhất ở cửa hàng tại thời điểm như bây giờ chỉ còn 2 chiếc máy có dung tích hút lớn nhất và là điện 220V như chiếc số 71, 72. Còn số 73 cũng là điện 100V, hàng mới tinh đấy ạ. Vâng, vậy clip thông báo hàng về của ngày hôm nay ngày 12 tháng 2 năm 2023 có những chiếc máy hút ẩm về trong buổi chiều tối của ngày hôm nay. Vậy quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh thì ở tại Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo. Xin thân ái, chào tạm biệt.